Với học sinh trung học phổ thông, việc được định hướng tiếp cận với nghề nghiệp thường vào năm cuối cấp, khi đó thì các em mới bắt đầu lựa chọn ngành nghề, kỹ năng cho tương lai. Tuy nhiên, nhiều trường đã thay đổi phương thức định hướng nghề nghiệp cho học sinh ngay từ lớp 10 để các em có sự chủ động lựa chọn phù hợp với năng lực và sự yêu thích của mỗi cá nhân, ghi nhận tại một trường trung học phổ thông về cách làm mới này. Một buổi ngoại khóa của các học sinh với chủ đề Bước từ thị trường vào lớp học. Kỹ năng sống, bài học thực tế từ doanh nghiệp sẽ giúp các em có trải nghiệm thực tế nhất, đặt mình trong bối cảnh cụ thể, thách thức và cách giải quyết vấn đề tháo gỡ khó khăn từ một người công nhân đến một vị trí giám đốc doanh nghiệp sản xuất. Các năm học thì em cũng như các bạn đều được trải qua 2 tuần định hướng của nhà trường. Và trong 2 tuần đấy, chúng em đã học được cách xây dựng bản đồ cuộc đời cho mình. Trường Trung học Phổ thông Phạm Ngũ Lão, vận hành bởi hệ thống giáo dục CEO Việt Nam High School, là môi trường cấp 3 chuyên biệt có định hướng học sinh từ lớp 10 được trải nghiệm các tiết học kỹ năng nghề, môi trường làm việc thực tế để định vị được bản thân, lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Triết lý giáo dục của nhà trường đó là phát triển cân bằng thân tâm tuệ. Thì tôi nghĩ đây là một triết lý giáo dục mà có thể đem lại cái sự cân bằng và nó bồi đắp cho những cái phần mà thiếu hụt hay là những cái phần mà nó mất cân bằng không chỉ là học sinh mà còn của người lớn nữa. Và nó tạo ra một cái nền tảng để phát triển đến thành công. Định hướng nghề nghiệp sớm từ giáo dục trung học phổ thông sẽ tạo ra sự cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng, thể chất và tinh thần của học sinh. Việc định hướng từ sớm sẽ giúp các em hình thành lộ trình học tập phù hợp với mục tiêu rõ ràng, chọn trường, chọn nghề đúng với năng lực và sở thích của cá nhân.